chị. À, trên tay em đang cầm đây là bộ tóc vít cúp nhá, bộ tóc vít cúp, mẫu tóc vít ngắn, các chị xem này, rất là đẹp luôn. Tay em cầm là màu nâu vàng. À, cái mẫu vít ngắn này em còn có màu nâu đen và nâu sô cô la, rồi màu nâu vàng khói mà nhuộm đỉnh đầu đen, là một trong những cái mẫu tóc là đẹp, siêu thật, siêu da đầu siêu thật nhá các chị nhá. Cái mẫu ngắn này thì là rất là đơn giản, em đã trên đầu em đã đội lưới chùm rồi, bây giờ em sẽ đội thử cái mẫu này lên để cho các chị xem nhá. Thì các chị đội lên được rồi thì các chị nhớ là kéo dịch về phía đằng sau để cho nó cái vừa với cả cái cung trán của mình nhá các chị nhá. Trả lại một chút. Nếu mà cái bộ nào mà mái nó hơi dài thì các chị có thể cắt bằng mái đi để vừa với cả cái cung trán, vì trán có chị là trán ngắn, có chị là trán trung bình, có chị là trán dài nhá. Là em đội luôn được vào form luôn đây này, cũng chẳng cần phải cắt nhiều đâu, 1-2 sợi nó rơi ra thôi. Đấy, em cảm thấy em đội cái bộ tóc này là nó cái khuôn mặt là trẻ ra rất là nhiều. Khuôn mặt trẻ ra mà khuôn mặt mình nó thoáng lên rất là nhiều. Đấy, các chị thấy chưa? Đây là bộ tóc vít cúp nhá. Đấy, rất là đơn giản. À, chị là các chị đặt hàng thì inbox vào Facebook Tóc Giả Lan hoặc số điện thoại Zalo là 0386421890, em sẽ ship hàng đến tận nơi trên toàn quốc. Các chị nhận hàng được kiểm tra hàng được thanh toán hàng nhé. Các chị muốn thử tóc thì đến thẳng shop em ở số nhà 39 ngõ 40 đường Võ Thị Sáu quận 2 Bà Trưng Hà Nội, hoặc là nhắn tin tư vấn, em nhắn tin vào số điện thoại Zalo của em sẽ tư vấn để các chị tìm được cái mẫu tóc phù hợp nhất với cả khuôn mặt mình. Số điện thoại Zalo của em là 0386421890 các chị nhớ nhé.